Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Sức khỏe của chương trình Vui sống mỗi ngày ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có một căn bệnh khá nhiều phụ nữ đang mắc phải, đặc biệt là phụ nữ mang thai và đang cho con bú, đó là bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Và theo một khảo sát thì ở nước ta hiện nay mỗi ngày có đến 70 trẻ sơ sinh tử vong, trong đó thì 1/2 số trẻ là mới sinh ngày đầu với những triệu chứng từ nguyên nhân do mẹ thiếu máu. Thế nên ngày hôm nay trong chương trình Vui sống mỗi ngày, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu những vấn đề xoay quanh căn bệnh này. Theo khảo sát mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy phụ nữ mắc bệnh thiếu máu cao hơn so với nam giới 20 lần. Tại nhiều quốc gia đang phát triển, có tới gần 60% phụ nữ nông thôn là nạn nhân của căn bệnh này. Tỷ lệ thiếu máu của người phụ nữ tại nhiều quốc gia châu Á khá cao, với phụ nữ mang thai là từ 45-50%, phụ nữ tuổi sinh đẻ là 53%. Nhiều người ít quan tâm đến bệnh thiếu máu, thiếu sắt vì nghĩ rằng bệnh này chỉ xảy ra cách đây 20 năm, khi mà chế độ dinh dưỡng của chúng ta còn kém và không biết được những hậu quả mà bệnh có thể gây ra như thế nào. Thế nên gần đây, một nghiên cứu cho thấy hầu như những sản phụ ở nước ta hiện nay đều bị thiếu máu do thiếu sắt. Xin chào chị, cho hỏi là theo chị thì chị biết gì về bệnh thiếu máu và căn bệnh này nó ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của phụ nữ? Tôi đang mang thai được 6 tháng, tuy nhiên thì cũng chưa biết nhiều về bệnh này. Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và hay nhức đầu. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là tôi bị thiếu máu. Nếu mà không có một chế độ dinh dưỡng phù hợp thì sẽ ảnh hưởng đứa con trong bụng sau này. Đã hơn một tháng nay thì mỗi lần làm việc mà ngồi lâu, mình đứng lên mình cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Thì mình có đi khám bác sĩ và bác sĩ có nói là mình bị thiếu máu. Thì bác sĩ có khuyên mình là nên ăn uống đầy đủ chất để bổ sung sắt cho cơ thể. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, như vậy là bệnh thiếu máu cũng có khá nhiều biểu hiện khác nhau mà một vài vị khán giả cũng đã vừa chia sẻ. Tuy nhiên, Thúy Vinh nghĩ rằng cũng có thể có khá nhiều người trong chúng ta đang mắc bệnh thiếu máu nhưng bản thân cũng không phát hiện kịp thời để có hướng điều trị hiệu quả. Vậy làm thế nào để chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh này? Mời quý vị cùng Thúy Vinh đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Thưa quý vị, cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ Ngô Thị Phương Mai. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, trước hết thì Thúy Vinh xin được cảm ơn bác sĩ đã cùng dành thời gian đến tham gia với chương trình. Như Thúy Vinh được biết thì phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn so với nam giới. Không biết là nguyên nhân vì sao và những đối tượng phụ nữ nào thì dễ bị thiếu máu thưa bác sĩ? Dạ, như chúng ta đã biết, máu thì là mang chất bổ dưỡng và oxy đi nuôi cơ thể. Vì vậy máu rất là cần thiết cho cuộc sống, nhưng người phụ nữ thì lại bị thiếu máu nhiều hơn người nam giới. Những đối tượng mà phụ nữ mà bị thiếu máu thì chúng ta phải nói đến là những người phụ nữ mà bị rong kinh, rong huyết. Thì bình thường á thì cái người phụ nữ mà mỗi một tháng á là mất cái lượng máu trong kinh nguyệt là từ 4 đến 250ml, tức là tương đương với 4mg đến 150mg sắt. Thì ở những người phụ nữ mà bị rong kinh, rong huyết thì cái lượng máu nó sẽ mất nhiều gấp 3, gấp 4 lần như vậy. Cái đối tượng thứ hai là đối tượng người phụ nữ mang thai. Thì khi người phụ nữ mang thai á, thì cần rất là nhiều sắt để mà tạo máu. Và một cái tức là mất cần phải là 500mg sắt trong suốt thai kỳ. Và cần một cái lượng khối lượng máu tăng lên gấp 50% so với bình thường để cung cấp máu nuôi dưỡng thai nhi. Và cái đối tượng thứ ba là đối tượng mà cho em bé bú. Thì những cái đối tượng này á, là phải mất một lượng sắt qua sữa cho bé, cho nên là cũng bị thiếu. Và cái lượng nữa là một cái đối tượng nữa là đối tượng mà ăn chế độ ăn thiếu thịt cá và những cái chất bổ mà cung cấp sắt, ví dụ như axit bích. Dạ, đó cũng là những cái lý do và những nguyên nhân dẫn đến bị thiếu máu ở phụ nữ đúng không thưa bác sĩ? Thiếu máu do thiếu sắt thì nó chiếm ở 1/5 ở những phụ nữ mà trong tuổi sinh đẻ, và nó chiếm một nửa ở trong những phụ nữ mang thai. Là bởi vì trong cái suốt kỳ mang thai thì người phụ nữ phải cần từ 300mg sắt cho nhau thai và 500mg sắt cho người mẹ. Chính vì như thế cho nên là cái chế độ ăn hàng ngày ấy, là nó không có đủ để cung cấp cái sắt. Vì vậy nó dẫn đến cái sự thiếu máu cho người phụ nữ mang thai. Thiếu sắt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh thiếu máu. Thiếu sắt trong máu là một dạng thường thấy của bệnh thiếu máu. Khi đó trong máu có ít hồng cầu mạnh khỏe để có thể chuyển oxy đến các mô. Cơ thể cần chất sắt để tạo huyết cầu tố. Đây là một phần của hồng cầu mà có thể vận chuyển oxy. Bệnh thiếu sắt trong máu thường gặp ở phụ nữ, 1/5 phụ nữ và 1/2 phụ nữ mang thai bị thiếu sắt. Đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, nhiều bác sĩ cho rằng việc thiếu sắt trong thời kỳ mang thai có thể tác động trực tiếp đối với hệ hô hấp của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Những biểu hiện nào giúp chúng ta biết là mình đang bị thiếu máu ạ? Những biểu hiện mà giúp chúng ta biết bị thiếu máu thì thường là cái người phụ nữ mang thai á, có một cái khi bác sĩ thăm khám thì thấy có một cái nét mặt rất là xanh xao, nhợt nhạt, và biểu hiện qua nhiều nhất là ở niêm mạc mắt và ở lòng bàn tay, thì là sẽ có những cái biểu hiện đó. Rồi người phụ nữ thường là bị mệt mỏi và không, tức là cái khả năng làm việc rất là kém. Rồi cái người phụ nữ mà thiếu máu á, thì là rất là, tức là giảm cái khả năng chống đỡ về bệnh tật trong thai kỳ đó, tức là rất dễ bị mắc những cái bệnh tật. Rồi có những cái cảm giác như là tim đập rất là nhanh, tức là có cái tiếng giống như là tiếng trống ở trong ngực rồi đó, và rất là hay khó thở, hồi hộp, rồi là choáng váng, ù tai, chóng mặt khi mà thay đổi tư thế, ví dụ như đứng lên, ngồi xuống. Thì thường là có những cái biểu hiện ví dụ như là da, lông, tóc thì phát triển rất là kém, ví dụ như là cái móng tay thì nó bị lõm, hoặc là rất là dễ bị gãy móng tay hay rụng tóc, da thì rất là nhẹ, sần sùi hoặc là nhăn nhúm. Dạ, như bác sĩ nói thì Thúy Vinh có thể hình dung được là thiếu máu do thiếu sắt ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của phụ nữ mang thai. Không biết là việc này thì nó sẽ có thể gây ra những cái tác hại gì khác nữa không ạ? Cái việc thiếu máu, thiếu sắt dẫn đến thiếu máu ở những người phụ nữ mang thai có tác hại rất là nhiều tới người mẹ và em bé. Tác hại đối với người mẹ thì thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái thể chất, cái tâm thần kinh, và cái giảm cái khả năng làm việc. Do cái thiếu máu, thiếu sắt thì giảm cái khả năng làm việc, và cái rất là dễ mang những cái bệnh ví dụ như là viêm miệng, viêm lưỡi, rồi là hoặc là nó có thể là làm cho cái người phụ nữ mang thai đó là thì góp cái tỷ lệ tử vong, ví dụ như chẳng hạn như là bị suy tim trong thai kỳ, rồi là tiền sản giật và dẫn đến sản giật, hoặc là có thể là do làm cho cái tăng cái tỷ lệ tử vong nữa ở cái chỗ là cái người phụ nữ mang thai á, thì mà thiếu máu á, thì dễ bị nhiễm trùng và bị gây xuất huyết khi mà sanh nở. Đấy là một trong những cái tai biến sản khoa. Đối với thai nhi á, thì rất là dễ bị gây sanh non, rồi là sẩy thai, và gây cái tỷ lệ tử vong cho thai nhi rất là cao. Vì rằng là khi mà bé mà non tháng như vậy á, thì khi mà nó ra đời á, thì là nó thường là bị thiếu cân, ảnh hưởng về cái hô hấp của trẻ sơ sinh và trẻ non tháng. Rõ ràng là vấn đề này phải được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm đúng không thưa bác sĩ? Dạ, qua tìm hiểu thì Tuyết Vinh còn được biết là thiếu acid folic ở phụ nữ mang thai cũng ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Thế thì acid folic có vai trò như thế nào đối với cơ thể của chúng ta và có vai trò như thế nào đối với thai nhi ạ? Acid folic là đối với lại cơ thể thì nó là một cái quá trình sinh tổng hợp ra cái DNA, và nó kích thích cái tế bào, phân chia tế bào trong cơ thể. Do đó mà nó cũng ảnh hưởng đến, trong đó thì nó có cả tế bào tủy xương là tế bào tạo máu. Thì chính vì như vậy cho nên là thiếu acid folic cũng dẫn đến thiếu máu cho người phụ nữ mang thai. Đối với thai nhi, thiếu acid folic thì nó sẽ là trong, nó có đóng góp rất là quan trọng trong cái việc mà xung quanh vấn đề thụ thai và vấn đề mà nó ngăn ngừa những cái dị tật về ống thần kinh của thai nhi, là ví dụ như là bị nứt đốt sống hoặc là thai vô sọ. Thế thì tác hại của việc thiếu acid folic đối với phụ nữ mang thai có khác gì so với việc thiếu sắt không ạ? Tác hại của cái thiếu acid folic dẫn đến thiếu máu ở người phụ nữ mang thai á, thì nó cũng lây cho những người mẹ là không có tăng đủ cân trong suốt thai kỳ. Nhưng mà ở thai nhi á, thì sẽ bị sanh non, rồi là sanh không đủ cân. Bản thân người phụ nữ rất ít khi nghĩ đến bệnh này, trong khi thiếu sắt, acid folic thường xuyên ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của cơ thể, khả năng kháng viêm nhiễm và cuối cùng có thể dẫn đến thiếu máu. Khi máu không đem đến cho các cơ quan và mô đủ lượng oxy. Do biểu hiện rất mơ hồ nên tình trạng thiếu máu do thiếu sắt dễ bị nhầm với các bệnh tim mạch, hô hấp, suy nhược thần kinh. Nhiều bác sĩ cho rằng cần quan tâm hơn nữa tới tình trạng thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai vì nhu cầu về sắt, acid folic và các chất dinh dưỡng của họ rất cao. Đặc biệt, chẳng những thiếu sắt ảnh hưởng đến mẹ mà còn rất nghiêm trọng đến thai nhi, dẫn đến hệ hô hấp của trẻ chịu tác động trực tiếp.
Ngoài ra, nếu không cung cấp đủ axit folic trong suốt thai kỳ, trẻ sơ sinh có thể có nguy cơ bị khuyết tật ống dây thần kinh với các triệu chứng như nứt đốt sống, thai vô sọ khi sinh ra. Thế thì trong chế độ ăn uống của phụ nữ mang thai, chúng ta cần phải quan tâm cung cấp đầy đủ những dưỡng chất nào để tránh việc thiếu máu do thiếu sắt và thiếu axit folic ạ? Đối với lại cái thực phẩm mà bổ sung cái sắt là rất cần thiết cho người phụ nữ mang thai, thì trong cái bổ sung ra những cái thức ăn mà có dầu sắt và axit folic, ví dụ như là gan, thận, rồi là trứng, rồi cá và những cái loại thịt mà có màu đỏ. Ngoài ra thì phải cần cung cấp vitamin, cần những cái rau mà màu xanh thẫm. Đúng về chất bột thì nó có cái ngũ cốc, tức các loại đậu, rồi các cái hạt và gạo lứt. Dạ thưa bác sĩ, thế thì ngoài chế độ dinh dưỡng ra thì chúng ta còn cách nào khác để bổ sung sắt và axit folic cho phụ nữ mang thai không? Để chúng ta có thể phòng tránh được những tác hại mà căn bệnh này có thể gây ra. Ngoài những cái chất bổ dưỡng mà chúng ta ăn hàng ngày được cung cấp qua thực phẩm, thì chúng ta phải bổ sung thêm mà bằng những cái chế phẩm có chứa sắt, axit folic và vitamin B12 ở cái dạng viên thuốc, viên nang có chứa sắt hữu cơ, rất là dễ hấp thụ và ít tác dụng phụ đối với cái người sử dụng là phụ nữ mang thai. Thưa bác sĩ có lời khuyên nào đặc biệt về thời gian để chúng ta bổ sung sắt cho phụ nữ mang thai để có thể phòng tránh những dị tật cho thai nhi được không ạ? Chúng ta nên sử dụng là 3 tháng đầu trước khi có thai và chúng ta dùng suốt trong thời kỳ mang thai cho đến khi hậu sản 3 tháng. Tức là thời kỳ hậu sản chúng ta sanh xong rồi thì chúng ta vẫn phải dùng tiếp 3 tháng nữa. Khi mà bổ sung cái lượng sắt như vậy đó và axit folic ấy, thì trong cái chế độ ăn hàng ngày ấy, thì chúng ta phải nhớ là những cái chất mà nó làm ảnh hưởng đến cái sự hấp thu sắt và axit folic và vitamin B12 ấy, thì thứ nhất là có cái nước trà, những cái loại thuốc kháng sinh. Nếu chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta cũng phải sử dụng sau hoặc là dùng trước 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã mang đến cho quý vị khán giả của chương trình những thông tin và lời khuyên bổ ích ạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Tuyết Linh. Hiện nay, với sự áp dụng các công nghệ hiện đại trong y học, nhiều dược phẩm đã được sản xuất nhằm điều trị hiệu quả như căn bệnh thiếu máu. Với chức năng bổ sung sắt và axit folic hữu hiệu và tiện dụng, những loại dược phẩm này chứa các thành phần cần thiết cho quá trình tạo máu, giúp phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt một cách hiệu quả. Cụ thể như việc cung cấp axit folic giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi, chất sắt ở dạng hữu cơ giúp dễ hấp thụ, cung cấp lượng sắt thích hợp, cần thiết cho mọi đối tượng như phụ nữ độ tuổi sinh sản, phụ nữ trước thụ thai, phụ nữ có thai và cho con bú. Đặc biệt là với dạng viên nang mềm, mùi thơm vani rất tiện dụng trong việc sử dụng. Chắc hẳn là đến đây thì quý vị khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ của chúng ta cũng đã có nhiều thông tin bổ ích hơn về căn bệnh thiếu máu. Và ngay cả bản thân Tuyết Vinh khi tham gia chương trình này thì cũng đã biết được một điều rằng axit folic và chất sắt là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Và để khép lại chuyên mục sức khỏe ngày hôm nay, Tuyết Vinh mời quý vị cùng lưu ý một số điều sau đây để chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Trung bình nam giới trưởng thành một ngày cần 8,7mg sắt, trong khi đó phụ nữ cần 15-30mg sắt một ngày để phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt, 60mg sắt một ngày để điều trị thiếu máu thiếu sắt do thiên chức mang thai và sinh nở. Nên uống bổ sung axit folic từ trước khi mang thai để phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi.